Xin chào các em học sinh yêu quý. Chào mừng các em đến với chương trình dạy tiếng Việt lớp 1. Cô là cô giáo Lưu Yến Ngọc. Cô rất vui được gặp và đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu giờ học, các em hãy chuẩn bị sẵn cho cô một số đồ dùng học tập quen thuộc sau đây nhé. Bảng con, phấn, đồ lau bảng, bút mực và vở luyện viết. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Các em ơi, cô Ngọc có mời đến đây một người bạn rất quen thuộc với chúng mình. Đó là ai nhỉ? Chào Kiến Tím! Kiến Tím ơi, bạn hãy giúp các em nhỏ khởi động giờ học với một vài câu đố nhé. Các em chú ý nhé, chúng mình sẽ vừa nghe câu đố, vừa theo dõi và quan sát những hình ảnh minh họa để tìm lời giải đố nhé. Câu đố thứ nhất là gì vậy, Kiên Tím? Chào các bạn, các bạn đã sẵn sàng để nghe câu đố của mình chưa? Hãy lắng nghe thật kỹ nhé! Con gì chạy thật là nhanh, có đôi sừng nhỏ giống cành cây khô là con gì? Các bạn đoán được chưa? Cô giáo có thể gợi ý thêm cho các bạn được không? Cô có gợi ý cho các bạn này. Đó là tên của một con vật bắt đầu bằng âm N. Em đoán đây là con nai ạ. À. Đáp án của các bạn đã chính xác chưa? Kiến tím nhỉ? Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác rồi đấy ạ. Các em giỏi lắm. Nai là một loài thú lớn thuộc họ hươu. Nai có vóc dáng cao lớn, to khỏe. Đặc biệt, bộ móng của Nai rất cứng có thể leo lên những đồi núi đầy đá sỏi bốn chân thon dài và chắc khỏe có thể đi lại dễ dàng trên những vách dốc dựng đứng chúng được xem là kiện tướng leo núi đấy các em ạ câu đố tiếp theo là gì nhỉ chúng mình cùng lắng nghe nhé giờ mình sẽ đọc cho các bạn câu đố thứ hai nhé câu này khó hơn câu trước đấy nhá con gì ăn lá quả cây đầu nhỏ không sừng lại chạy rất nhanh là con gì Đoán là con hoang ạ à. Chúc mừng bạn, bạn đã có một đáp án chính xác rồi đấy Em đoán rất chính xác Hoãng nhìn giống hươu nhưng bé hơn Đầu hoãng nhỏ và lanh lợi như đầu dê Bốn chân, trời sinh ra để chạy nhảy Nó chỉ cần vai cú nhảy là đã ở vị trí rất xa Cảm ơn kiến tím đã giúp các bạn biết đến hai con vật là Nai và Hoãng. Tạm biệt và hẹn gặp lại kiến tím nhé! Các em thân mến, Nai và Hoãng là hai nhân vật chính trong bài đọc mà ngày hôm nay các em sẽ luyện đọc và tìm hiểu cùng với cô Ngọc đấy. Chúng mình có tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra với Nai và Hoãng không? Hãy cùng quan sát bức tranh sau đây nhé! Em đoán Nai và Hoãn cùng đi chơi trong rừng. Hai bạn có trò chuyện rất thân mật đưa ạ. À. Em đoán hai bạn chuẩn bị tham gia một cuộc thi. Vì em nhìn thấy phía sau có tấm biển ghi đích ạ. À. Dự đoán của các em khiến cô Ngọc cũng cảm thấy thật hấp dẫn đấy. Muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Nai và Hoãn, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài đọc Giải thưởng tình bạn của tác giả Lâm Anh nhé. Các em hãy quan sát bài đọc này một lần trong sách giáo khoa của mình hoặc ở trên màn hình của cô nhé. Bây giờ, chúng mình hãy cùng lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm theo cô nào. Giải thưởng tình bạn. Nai và Hoàng tham dự một cuộc chạy đua trước vạch xuất phát nai và hoãng xoạc chân lấy đà sau khi trọng tài ra hiệu hai bạn lao như tên bắn cả hai luôn ở vị trí dẫn đầu bỗng nhiên hoãng vấp phải một hòn đá rồi ngã oạch nai vội dừng lại đỡ hoãng đứng dậy nai và hoãng về đích cuối cùng nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng tình bạn để đọc tốt bài đọc này. Các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc chính xác những từ sau đây nhé. Hoãng Hoãng Xoạc Xoạc Quạch Quạch Hoãng Hoãng Xoạc Xoạc Quạch Quạch, Quạch. 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 Các em biết không? Xoạc ở đây nghĩa là mở rộng chân để lấy đà. Còn ngã oạch là từ dùng để tả cú ngã rất đau đấy. Bài đọc này có 8 câu. Trước tiên, chúng mình sẽ đọc nối tiếp câu một lần nhé. Nai và Hoãng tham dự một cuộc chạy đua. Trước vạch xuất phát, Nai và Hoãng xoạc chân lấy đà sau khi trọng tài ra hiệu hai bạn lao như tên bắn cả hai luôn ở vị trí dẫn đầu bỗng nhiên hoãng vấp phải một hòn đá rồi ngã oạch Nai vội dừng lại đỡ hoãng đừng dậy nay và hoãng về đích cuối cùng nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng tình bạn Qua lần đọc vừa rồi, cô thấy các em đọc tương đối tốt rồi. Tuy nhiên, chúng mình vẫn cần lưu ý thêm cách ngắt, nghỉ hơi ở một số câu dài. Cùng nghe cô đọc và đọc theo nhé. Các em cũng có thể dùng bút để đánh dấu cách ngắt, nghỉ hơi giống như cô hướng dẫn vào sách giáo khoa của mình. Trước vạch xuất phát, nai và hoãng, soạc chân lấy đà. Trước vạch xuất phát, Nai và Hoẵng xoạc chân lấy đà. Bỗng nhiên, Hoẵng vấp phải một hòn đá rồi ngã oạch. Bỗng nhiên, Hoẵng vấp phải một hòn đá rồi ngã oạch. Nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng tình bạn. Nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng tình bạn. Cảm ơn các em. Để giúp các em đọc tốt hơn nữa, cô chia bài thành 3 đoạn để chúng mình cùng luyện đọc. Đoạn 1 từ đầu đến tên bắn. Đoạn 2 từ cả hai đến đứng dậy. Đoạn 3 tiếp theo đến hết. Chúng mình đã đánh dấu được vào sách chưa nào? Nào, chúng mình cùng đọc bài nhé. Cô mời ba bạn đọc nối tiếp. Mỗi bạn đọc một đoạn cho đến hết bài. Bạn đọc đoạn 1, nhớ đọc cả tên bài. Còn bạn đọc đoạn 3, đừng quên đọc tên tác giả nhé. Các em học sinh đang xem chương trình, nhớ đọc to lên cùng các bạn. Giải thưởng tình bạn Nai và Hoãng tham dự một cuộc chạy đua. Trước vạch xuất phát, Nai và Hoãng Xoạc chân lấy đà Sau khi trọng tài ra hiệu Hai bạn lo như tên bắn Cả hai luôn ở vị trí dẫn đầu Bỗng nhiên Hoãng vấp phải một hòn đá Rồi ngã oạch Lai vội dừng lại Đỡ họng đứng dậy Lai và Hoãng về đích cuối cùng Nhưng cả hai đều được tặng giải thuộc từng bạn Cô khen các em đã rất chú ý để đọc nối tiếp được đoạn đọc của bạn. Chúng mình đều đọc to, rõ ràng và đọc đúng nội dung của bài đấy. Bây giờ khó hơn này, ai có thể đọc lại toàn bài? Trong khi bạn đọc, các em nhớ đọc thầm theo bạn nhé. Giải thưởng tình bạn, Nai và Hoãng tham dự một cuộc chạy đua. Trước vạch xuất phát, Nai và Hoàng soạc chân lấy đà. Sau khi trọng tài ra hiệu, hai bạn lao như tên bắn, cả hai luôn ở vị trí dẫn đầu bỗng nhiên hoãng vấp phải một hòn đá rồi ngã oạch nài vừa dừng lại đỡ hoãng đứng dậy nài và hoãng về đích cuối cùng nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng tình bạn tốt lắm cô khen bạn đã rất cố gắng để hoàn thành phần đọc của mình bây giờ các em hãy cùng đọc thầm lại đoạn 1, quan sát lên màn hình và trả lời cho cô câu hỏi sau. Nai và Hoãng cùng nhau làm gì? Để giúp các em trả lời câu hỏi này dễ dàng hơn, cô có 3 phương án. Chúng mình hãy chọn đáp án đúng cho câu hỏi của cô Ngọc nhé. 1. Tham dự một cuộc chạy đua. 2. Làm trọng tài cho cuộc chạy đua. 3. Tham dự giải thưởng tình bạn. cùng nhau tham dự một cuộc chạy đua Câu trả lời của bạn rất chính xác. Nai và Hoãng cùng nhau tham dự một cuộc chạy đua. Hai bạn đều chuẩn bị thật tốt. Xoạc chân để lấy đà này. Rồi khi nghe hiệu lệnh của trọng tài, các bạn ấy lao như tên bắn. Thế nhưng thật không may, Hoãng vấp phải một hòn đá rồi ngã oạch. Chắc là hoãng đau lắm Vậy Khi thầy hoãng bị ngã Nai đã làm gì Các em hãy cùng quan sát bức tranh Để nhớ lại những việc làm của Nai nhé Thưa cô Thầy hoãng bị ngã Nai đã vội dừng lại nữa bạn đứng dậy nữa Các em giỏi lắm. Lúc đầu, hai bạn đều chạy rất nhanh nên luôn ở vị trí dẫn đầu. Vì hoãng bị ngã, Nai dừng lại để giúp bạn nên cả hai bạn đã về đích ở vị trí cuối cùng. Mặc dù không được giải trong cuộc đua vì chạy nhanh nhất, nhưng cả Nai và Hoãng đều xứng đáng được nhận giải thưởng tình bạn vì đã biết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, phải không nào? Đó cũng chính là ý nghĩa của câu chuyện mà ngày hôm nay chúng mình vừa đọc đấy. Nai và Hoãng xứng đáng nhận được giải thưởng tình bạn vì đã biết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Các em vừa luyện đọc và tìm hiểu câu chuyện giải thưởng tình bạn và thấy được Tình bạn của Nai và Hoãng thật đẹp. Bây giờ, cô Ngọc sẽ hướng dẫn các em cùng tập kể lại câu chuyện này nhé. Trước hết, cô sẽ giúp các em nhớ lại nội dung câu chuyện. Quan sát lên màn hình, cô có 3 bức tranh tương ứng với nội dung của câu chuyện. Nhiệm vụ của chúng mình là sắp xếp lại các bức tranh này theo đúng trình tự của câu chuyện nhé. Tranh đầu tiên là tranh vẽ này. Hoãng và các bạn đứng ở vạch xuất phát ạ. À. Tranh hai vẽ cảnh này đâu hoãng khi hoãng bị ngã ạ. À. Tốt lắm. Như vậy, bức tranh còn lại chính là tranh số 3. Phải không nào? cô khen các em đã nhanh chóng nắm được trình tự các việc xảy ra trong câu chuyện đấy. Bây giờ, chúng mình cùng quan sát tranh và tập kể lại từng đoạn của câu chuyện nhé. Các em quan sát tranh 1 và nói xem, Nai và Hoãng cùng nhau làm gì? Nai và Hoãng cùng nhau tham gia một cuộc chạy đua. Hai bạn tham gia như thế nào? Hai bạn sọc chân lấy đà và lao nhanh như tên bắn tốt lắm cô mời một bạn kể lại đoạn chuyện thứ nhất nào nài và hoãng cùng nhau tham dự một cuộc thi chạy hai bạn dọc chân lấy đà khi có hiệu lệnh của trọng tài cả hai lao như tên bắn các em thấy bạn kể đoạn chuyện vừa rồi thế nào em rất thích giọng kể của bạn bạn kể rất hay ạ. Cô cũng đồng ý với các em. Bạn kể rất tốt đấy. Vậy, chuyện gì xảy ra với Nai và Hoãng trên đường đua? Ai giỏi kể cho cô đoạn tiếp theo. Cả hai đang dẫn đầu, thì Hoãng bấp phải một hòn đá rồi ngã oạch. Nai dừng lại, đỡ Hoãng đứng dậy và ăn ủi bạn bạn đã thêm vào đoạn chuyện thứ hai một chi tiết. Ai phát hiện ra nào? Bạn thêm vào chi tiết này ăn hủi vong ạ. Em nghe rất tinh đấy. Cảm ơn em. Nhờ có chi tiết bạn thêm vào mà đoạn chuyện trở nên sinh động hơn, phải không nào? Quan sát tiếp nhé. Tranh thứ ba vẽ cảnh gì nhỉ? Tranh thứ ba vẽ lễ trao giải cuộc cuộc đua. Nai và Hoãng được nhận giải gì? Vì sao? Nai và Hoãng được nhận giải thưởng tình bạn vì đã biết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Tốt lắm. Cảm ơn em. Ai xung phong kể đoạn cuối của câu chuyện nào? Nai và Hoãng về đích cuối cùng. Cả hai được tặng giải thưởng tình bạn vì đã biết giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn. Bạn kể rất hay đấy các em ạ. À. Bây giờ, cô mời ba bạn kể nối tiếp, mỗi bạn một đoạn của câu chuyện nhé. Nài và Hoãng cùng nhau tham dự một cuộc thi chạy. Hai bạn sọc chân lấy đà. Khi có hiệu lệnh của trọng tài, cả hai lao như tên bắn. Cả hai đang dẫn đầu, thì Hoãng bấp phải một hòn đá rồi ngã oạch. Nai dừng lại, đỡ Hoãng đứng dậy và hỏi thăm bạn. Nai dìu Hoãng về đích. Hai bạn được nhận giải thưởng đặc biệt, đó là giải thưởng tình bạn. Thật là tuyệt, phải không nào? Chúng mình hãy cùng thưởng cho phần kể chuyện của ba bạn một tràng pháo tay nhé. Như vậy, các em đã ghi nhớ và kể lại được từng đoạn của câu chuyện giải thưởng tình bạn. Về nhà, chúng mình có thể kể cho bạn bè, người thân của mình nghe một đoạn chuyện mà em thích, hoặc cũng có thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoạt động tiếp theo, cô Ngọc sẽ hướng dẫn các em ôn lại một số văn đã học qua các thử thách của cô nhé. Kiến tím ơi, hôm nay chúng mình sẽ ôn lại những văn nào vậy? Hãy giúp cô Ngọc mang ra đây cho các bạn nhé. Thử thách đầu tiên. Mời các em hãy đọc to các vần xuất hiện trên những chiếc lá này nào. An Ăn Ân On Ôn Ơn En En In un yên yên uân ươn không khó chút nào các em nhỉ bạn đọc đúng các phần rồi đấy bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ các phần ôn tập và cho cô biết những phần này có âm gì giống nhau thưa cô các phần ôn tập có âm n giống nhau ạ em trả lời đúng rồi các vần ôn tập hôm nay có âm N giống nhau và đều đứng ở cuối mỗi vần đấy. Các em cùng đọc lại bài giải thưởng tình bạn và tìm cho cô các tiếng trong bài có chứa vần mình đang ôn tập. Trong bài đọc Tiếng bạn có vần an Tiếng chân có vần ân nạ à. Em tìm được tiếng tên Có vần ên Tiếng bắn có vần ăn Em còn tìm được tiếng luôn Có vần uôn Tiếng dẫn có vần ăn Em tìm được tiếng nhiên Có vần yên Tiếng hòn có vần ân rất nhanh phải không nào? Các em đang xem chương trình có tìm được những tiếng giống như các bạn vừa nêu không? Những tiếng này đều có chứa các phần mà hôm nay chúng mình ôn tập đấy. Hãy cùng lắng nghe cô đọc lại các tiếng này một lần nhé. Bạn Chân Tên Bắn Luôn Dẫn Nhiên ở thử thách tiếp theo Cô nghĩ là hơi khó đấy nhá Nhưng cũng không kém phần thú vị Chúng mình sẽ cùng tham gia một trò chơi Có tên Ai nhanh hơn Cô sẽ cho hiện lần lượt các hình ảnh Các em hãy quan sát kỹ những hình ảnh Viết từ ngữ tương ứng với mỗi hình ảnh Có tiếng chứa vần đang ôn tập vào bảng con hoặc vừa nháp nhé. Từ của em là hoa lây ơn, tiếng ơn có phần ơn. Em tìm được từ hoa sen, tiếng sen có phần en. Em viết được từ con trồn, tiếng trồn có phần ơn ạ. À. Từ của em là chim yến, tiếng yến có vần Giỏi lắm. Cô mời bạn tiếp theo nào. Em tìm được từ số 9, tiếng 9 có vần in. Từ của em là vườn hoa, tiếng vườn có vần ươn. Tốt lắm. Cô khen các em. Như vậy, qua các thử thách của cô Ngọc, các em đã tìm được nhiều từ ngữ chứa vần hôm nay chúng mình ôn tập rồi phải không nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em nhìn viết một đoạn trong bài giải thưởng tình bạn mà chúng mình đã được luyện đọc ở tiết trước nhé quan sát lên màn hình lắng nghe cô đọc đoạn viết một lần và đọc thầm theo cô nhé giải thưởng tình bạn nai và hoãng về đích cuối cùng nhưng cả hai đều được tặng giải thưởng tình bạn trong đoạn viết trên có một số từ ngữ mà các em có thể dễ viết sai hãy quan sát kỹ những chữ này chúng mình hãy viết nhanh những chữ đó vào vở nháp nhé giải thưởng giải thưởng tình bạn tình bạn hoãng hoãng Chúng mình sẽ viết và trình bày đoạn viết trên như thế nào nhỉ? Các em hãy lắng nghe cô hướng dẫn nhé. Về tư thế ngồi viết. Các em nhớ ngồi viết đúng tư thế. Lưng thẳng, mắt cách vở từ 25 đến 30 cm. Không cúi đầu sát quá. Về cách trình bày bài viết. Chúng mình cùng quan sát bài viết mẫu trên màn hình để biết cách trình bày tên bài cách trình bày đoạn viết trong vở. Khi viết tên bài, các em lùi vào 3 ô. Chữ đầu đoạn viết lùi vào một ô nhé. Viết hết dòng thứ nhất, em xuống dòng và viết sát lề. Về chữ viết hoa, các em lưu ý tô các chữ viết hoa đầu câu rồi viết tiếp nội dung câu nhé. Về cách nhìn, viết, các em hãy đọc thầm ghi nhớ từng cụm từ trước khi đặt bút viết. Viết hết mỗi câu, các em nhớ chấm câu. Chúng mình hãy cố gắng viết đúng, viết đẹp và trình bày đúng mẫu nhé. Vì thời lượng của chương trình có hạn, nên bạn nào chưa viết xong cũng không sao cả. Các em có thể xem lại chương trình trên ứng dụng VTV Go để hoàn thành bài viết ở nhà nhé. tiếp nối bài học hôm nay chúng mình sẽ cùng tập tô chữ hoa b c và viết câu ứng dụng nhé quan sát lên màn hình đây là các chữ hoa b c cỡ vừa trước tiên các em cùng quan sát cô hướng dẫn cách tô chữ hoa b nhé trong vở chữ hoa b đã được viết bằng các nét đứt các em đặt bút ở đường kẻ ngang 6 Tô đè lên nét đứt theo chiều mũi tên Trước tiên các em tô nét móc ngược trái Tới đường kẻ ngang 2 Lia bút lên đường kẻ ngang 5 Tô tiếp nét móc cong trên Liền mạch với nét cong phải Tới đường kẻ ngang 4 Tạo nét thắt nhỏ Dừng bút giữa đường kẻ ngang 2 Và đường kẻ ngang 3 Ta được chữ hoa B theo, cô hướng dẫn các em cách tô chữ hoa C. Chúng mình cùng quan sát nhé. Các em đặt bút ở đường kẻ ngang 6. Tô đè lên nét đứt theo chiều mũi tên. Trước tiên, các em tô nét cong dưới, rồi chuyển hướng bút, tô tiếp nét cong trái. Dừng bút ở đường kẻ ngang 2, ta được chữ hoa C. Bài học này, các em sẽ viết câu ứng dụng Bà cháu thương yêu nhau. Đây là một câu viết về tình cảm giữa bà và cháu, đúng không nào? Trong câu ứng dụng, ta viết chữ hoa B vì nó đứng đầu câu. Khi viết chữ bà, các em chú ý viết liền mạch chữ hoa B với con chữ a như sau. Từ điểm dừng bút của chữ hoa B Lia bút tới điểm đặt bút của con chữ A, viết chữ A rồi lia bút lên đầu chữ A, viết dấu huyền. Các em chú ý viết đúng khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng là một con chữ O cùng cỡ. Viết đúng chiều cao, độ rộng của các con chữ. Cuối câu có dấu chấm nhé. Ở nhà, các em hãy tập tô nhiều lần chữ hoa B và tập viết câu ứng dụng bà cháu thương yêu nhau để viết đúng, viết đẹp hơn nhé. Về nhà, các em có thể xem lại nhiều lần chương trình trên ứng dụng VTV Go của Đài truyền hình Việt Nam để ghi nhớ nội dung bài học và thực hiện hết các nhiệm vụ học tập nhé. Cô Ngọc chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại! Các thầy cô và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình dạy tiếng Việt lớp 1.